Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lúc nãy mình đi một vòng chợ cũ rồi á. Bây giờ mình đi một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẵn kiếm bạn đồng nhỏ luôn. Không biết giờ đang lưu lạc ở đâu với mẹ nó nè. Hôm nay thì dạo mát đi, gia đình dạo mát đi một vòng rồi sẵn ghi một số hình ảnh gửi cô chú anh chị các bạn. Đây bây giờ là gần 9 giờ. Đường xá rất là đông ha. Sài Gòn không ngày đêm. Alo. Đứng đây đang đi bộ tới nè. Đang đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi. Rồi đang cô chú anh chị là nị gọi. Rồi mình đi tiếp nha. Đây là đường Ngô Đức Kế. Đường Ngô Đức Kế đi đến Hồ Tùng Mậu ha. Mình nhìn qua đây là phố đi bộ. Đây có tòa nhà rất là đẹp. Mà ở đây tòa nhà nào cũng rất là đẹp. Rồi chúng ta qua đường thôi. Đây thì không biết ở nước ngoài thế nào nhưng mà ở đây thì màu sắc rất là đẹp. Ta đi hướng này thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Dài BTS Hunter. Ở đây cũng có mấy cái hẻm ăn vặt. Hẻm 53 Nguyễn Huệ. Có lẽ buổi tối mình nhìn hình không rõ, mong cô chú anh chị bạn thông cảm nha. Tuy vì công nghệ nó tới đây giờ mình biết sao bây giờ. Em cũng cố gắng đi thật là chậm rồi bật đèn flash rất là nhiều luôn để cho nó rõ những hình ảnh. Mọi người đi bộ rất là nhiều luôn. Ngoài đây thì cũng còn đường xe chạy, tại vì thứ bảy chủ nhật thì mới là cấm xe chạy ha, còn ngày thường xe chạy bình thường. Xe cá viên chiên. Có lẽ bạn đồng nhỏ đang ở trong đây. Coffee. Ở đây cũng có Starbucks nữa. Đây đi mình đi một đoạn nữa thì tới Red Hotel. Red Hotel ở đằng đây. Mình đi chừng một vài trăm mét nữa. Bây giờ chắc mình đi vô đây để kiếm bạn đồng xem sao. Đây là Sài Gòn Garden.
trong đây thì có cà phê, nhà hàng, cái sàn thì sàn gỗ ha, rất là mát. À, trong đây không cho cầm camera, rất là tiếc. Cái đường đó này thông tới Hồ Tùng Mậu luôn á, mình đi qua cái nhà này là đến Hồ Tùng Mậu luôn. Mình đi lại ra đường Nguyễn Huệ ha. Chắc đến đây chắc gọi bạn đồng coi nó đang ở đâu. Mình sẵn cho cô chú nhìn hình ảnh ở ngoài, cô chú anh chị nhìn hình ảnh ngoài phố đi bộ luôn, nó tấp nập cỡ nào ha. Như bên kia là cái tòa nhà quốc tế phải, cái tòa nhà mà có rất nhiều quán cà phê đây nè. Ngày xưa anh hình ảnh của tòa nhà quốc tế. Đây có cái món bánh tráng nướng rất là nổi tiếng ở ngoài phố đi bộ này. Ở đây là đường Huỳnh Thúc Kháng nè. À, nị rồi. Ở đây đang đâu? À, đi qua đường Nguyễn Huệ đi. Rồi, tao nãy đi vô không được cầm camera. Đang đứng đây. Rồi, tao hoành lại cái màn này nha, mọi người thông cảm nha. Đây. Nè, đây nè. Màu cam và màu đỏ. Yeah. Ủa đồng đi đâu vậy? Ăn kem hả? Mình chào các bác đi. À, các ông, các bà. À rồi. Giờ mình đi đâu? Rồi đi vào đây, tàu đá qua đây. Lá mũi nè, tàu đá qua đây. Lá mũi à. À, đi hầm đó đi anh, đi qua đây qua đó. Rồi. Rồi trong khi bây giờ cái gia đình đi ăn tàu hũ đá nổi tiếng ở Trương Định. Không biết cô chú anh chị mình có ai biết món này không ha. Rồi, các bạn có biết món này không?
cho em xin cái comment nha. Tàu hũ đá thì nó cũng giống như là món tàu hũ bình thường vậy đó. Nhưng mà ở đây thì nó không có đặc lắm, nó sệt sệt thôi. À, đây là đường Quỳnh Thúc Kháng ha. Chúng ta Quỳnh Thúc Kháng rồi đi lấy xe vào đây luôn. À, cái tòa nhà này quán cà phê nè. Nhà quán cà phê ở mặt mặt trước. Hồi xưa cái tòa nhà này là ngày xưa là miếng đất nhà thờ. Hình như là nhà thờ em quên tên. À, chắc cô chú anh chị hồi thời trước năm 75 là sẽ biết cái nhà thờ ở ngoài đường Lê Duẩn, đại lộ ô quanh đường Nguyễn Huệ. Đây buổi tối bán rất là nhiều món ăn vặt, đây như là bắp xào, không phải bắp xào mà là bánh tráng nướng. Rồi, ở đây là Hồ Tùng Mậu, mặt sau của phố đi bộ Nguyễn Huệ là đường Hồ Tùng Mậu. Đây, bạn đồng bên đây rồi. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Vậy làm gì à? Giờ đi đâu? Tao đá rồi về nha. Chúng ta cùng nhìn lại cái tòa nhà này nữa rồi kết thúc.